Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 08 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Nội dung chỉ thị nhấn mạnh văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng giao cuộc do các nhiệm vụ cụ thể để chung tay xây dựng văn hóa học đường. Trong đó, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe cộng đồng cho học sinh sinh viên và xây dựng xã hội học tập chú trọng hoàn thiện các quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở có cơ chế ưu tiên cho học sinh sinh viên khi vui chơi tham quan tại các công trình văn hóa sử dụng khu vực thể thao sân chơi bãi tập công cộng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình trách nhiệm của cha mẹ ông bà trong giáo dục đạo đức lối sống cho con cháu